Tại sao tranh gỗ đục tay lại có hồn hơn là tranh gỗ CNC? Thì xin chia sẻ với các bạn, đây là một tác phẩm đục tay. Và tác phẩm đục tay này nó có những cái phần móc của các cái chi tiết. Và khi mà mình nhìn xa, mình cảm thấy là những cái chú chim này nó có hồn. Bởi vì người thợ muốn đục được ra những cái chú chim này thì người ta phải học nghề. Người ta phải có một cái thời gian là 10 năm, 20 năm. Trong cái quá trình đó thì họ phải đọc sách, họ phải suy nghĩ, họ phải có cảm nhận về cái không gian thì người ta mới có thể đục được tác phẩm. Lên ví dụ như là con rồng này chẳng hạn. Người thợ để làm ra con rồng mang cái nét của Bùi Gia như này thì người thợ đã phải có kinh nghiệm 15 năm đục trạng, sau đó là có 3 năm đục trạng ở Bùi Gia thì mới ra được những cái nét như là cái chân nó có cái gân này. Rồi thì những cái điểm uốn, điểm phồng của người con rồng nó tạo lên cái sự uốn khúc, uốn lượn ở trên con rồng, nó tạo nên cái chiều sâu của tác phẩm. Chính vì như thế cho nên là đục tay nó sẽ phụ thuộc vào cái nhận thức, phụ thuộc vào đam mê của người thợ. Và như thế thì người thợ có thể là truyền được cái đam mê đó vào trong cái sản phẩm. Và chính vì như thế người ta gọi là thổi hồn cho tác phẩm.